Thưa quý vị, thưa các bạn, hội chợ CES Expo 2017 với chủ đề Cùng xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, du lịch thúc đẩy phát triển nhất thể hóa kinh tế khu vực, có quy mô 4.600 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc. Tại các kỳ hội chợ, Việt Nam luôn là nước tích cực tham gia, là nước có nhiều gian hàng nhất trong số các nước ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, hội chợ CES Expo lần thứ 14 là sự kiện giao dịch hàng hóa xuất khẩu có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sau 14 năm thành công, hội chợ sẽ tiếp tục là cơ hội thúc đẩy giao lưu xúc tiến thương mại, góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN. Năm nay, Thái Nguyên được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự gian hàng quốc gia với chủ đề Thành phố đẹp. Đến thăm khu gian hàng thương mại Việt Nam và gian hàng quốc gia chủ đề Thành phố đẹp của Việt Nam tại hội chợ lần này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước trưng bày sản phẩm, xúc tiến các hoạt động kết nối, hợp tác thương mại của Bộ Công Thương. Tại khu gian hàng thương mại năm nay, Việt Nam có gần 250 doanh nghiệp tiếp tục tham gia với các ngành hàng có sức cạnh tranh và phát triển trên thị trường xuất khẩu tại Trung Quốc và ASEAN, như nông sản và thực phẩm chế biến, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng. CES Expo lần thứ 14 đã tạo ra cầu nối hiệu quả đưa doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc. Nhiều sản phẩm xuất xứ Việt Nam có chất lượng cao như là đồ gỗ nội thất, cà phê, nông sản đã thu hút sự quan tâm của các đối tác Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp tham gia hội chợ ký kết được những hợp đồng xuất khẩu có giá trị cao. Nhiều sản phẩm Việt Nam đã xây dựng được uy tín bền vững và có quan hệ đối tác chiến lược tại thị trường Trung Quốc, như giày dép Bitis có tiếng tăm ở các khu vực từ biên giới Quảng Tây và Vân Nam. Cà phê Trung Nguyên ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Một số mặt hàng khác được doanh nghiệp Việt Nam mang đến CES Expo cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng như là kẹo dừa Bến Tre, bánh pía Sóc Trăng, v.v. Đây là lần thứ 8 Cà phê Trung Nguyên tham dự CES Expo và là đại diện cho ngành nông sản Việt Nam để quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm các mặt hàng nông sản thế mạnh nhằm thúc đẩy xuất khẩu vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc và thị trường Trung Quốc. Chúng tôi đã mở thêm chi nhánh tại một trong những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến và Quảng Châu. Hiện nay hàng của công ty đã phát triển được 12 nước trên cả thế giới. Thị trường Trung Quốc này thì công ty mới tham dự hội chợ lần đầu tiên, nhưng mà cảm thấy là rất hiệu quả và hàng của Việt, không nói gì hàng của công ty Tân Huệ Viên và tất cả hàng của Việt Nam mình sản xuất là bên Trung Quốc là họ rất ưa chuộng, và cũng hy vọng là tại cái hội chợ này công ty sẽ phát triển được với tất cả các bạn hàng ở trên toàn đất nước Trung Quốc và tất cả các nước ASEAN. Không chỉ thâm nhập thị trường Trung Quốc, từ CES Expo, các doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ hội giao lưu, đầu tư, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả xuất khẩu với các đối tác đến từ ASEAN và nhiều thị trường khác trên thế giới thông qua một loạt các sự kiện xúc tiến thương mại bên lề đã được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, như hội thảo bàn tròn xúc tiến đầu tư giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 9, hội nghị kết nối dự án hợp tác năng lực sản xuất Việt Nam-Trung Quốc. Trung Quốc là một thị trường rất lớn, không những chỉ với số lượng người tiêu dùng có thể nói là thuộc quy mô lớn nhất thế giới, đặc biệt là với sự phát triển ổn định của nền kinh tế Trung Quốc những năm vừa qua, sức mua của thị trường Trung Quốc càng ngày càng lớn. Và do vậy đây là một cái cơ hội rất lớn cho các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia các kỳ hội chợ ASEAN Trung Quốc liên tục trong 13 năm qua và đến kỳ hội chợ lần thứ 14 này thì chúng ta tiếp tục tham gia với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN. Cùng với cái sự phát triển về quy mô thì chúng ta cũng đã cải thiện đáng kể cơ cấu hàng hóa cũng như doanh nghiệp tham gia hội chợ CES Expo. Qua các kỳ tổ chức, hội chợ CES Expo ngày càng chứng tỏ vai trò và tính hiệu quả trong việc thúc đẩy giao lưu thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Đây cũng là kênh xúc tiến quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, tìm kiếm đối tác xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc cũng như thị trường các nước ASEAN và các nước khác trên thế giới. Trong nhiều năm vừa qua thì cái quan hệ thương mại giữa hai nước và Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì trong cái quan hệ thương mại đó thì hiện nay chúng ta vẫn đang nhập siêu rất là lớn từ Trung Quốc. Theo cái số liệu năm 2016 thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam Trung Quốc đạt 72 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 22 tỷ trong khi chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc là 50 tỷ. Thì qua cái hội chợ thương mại CES Expo này chúng ta hy vọng sẽ xuất khẩu nhiều hơn nữa hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc và cải thiện cái cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Hội chợ CESPO lần thứ 14 với chủ đề Cùng nhau xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, du lịch thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực. Năm nay thu hút được 10.000 khách tham quan và 80 hoạt động kết nối thương mại. Sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ đã quảng bá tốt hình ảnh quốc gia, hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Việt Nam, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang các nước ASEAN và Trung Quốc, cũng như những lĩnh vực thu hút đầu tư đầy triển vọng của Việt Nam. Thank you.